Sáng ngày 28 tháng 7, Hội đồng nhân dân thị trấn Đa Phước tổ chức kỳ họp thứ 10 khóa 12, nhiệm kỳ năm 2021-2026. Tại kỳ họp, các đại biểu được nghe đại diện Quỹ ban nhân dân thị trấn báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn thông báo tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2023 thường trực hội đồng nhân dân thị trấn báo cáo hoạt động của thường trực và các ban hội đồng nhân dân thị trấn 6 tháng đầu năm 2023 báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách báo cáo thẩm tra của hai ban hội đồng nhân dân thị trấn trong 6 tháng đầu năm 2023 tình hình kinh tế xã hội thị trấn Đa Phước đã đạt được nhiều kết quả nổi bật tổng di tích xuống giống đạt 2.238 ha dược 5,8% so với cùng kỳ Sản lượng thủy sản cơ hoạch đạt 2.294 tấn, đạt 64% kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 7,2 tỷ đồng. Bên cạnh, chất lượng dạy và học được tập trung nâng cao, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và phòng chống dịch bệnh được chú trọng. Chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ kịp thời. Tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị trấn Đa Phước Nguyễn Văn Minh nhấn mạnh, trong 6 tháng cuối năm 2023, Quỹ ban nhân dân thị trấn và các ban ngành cần tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi để thúc đẩy kinh tế phát triển, tăng cường đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động và làm tốt công tác an sinh xã hội đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh, siết chặt quản lý trên lĩnh vực đất đai xây dựng, đẩy mạnh cải cách hành chính, giữ vững an ninh trật tự, ngăn chặn và đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn. Cũng tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn Đa Phước khóa 12, nhiệm kỳ năm 2021-2026 đã xem xét và thống nhất nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2023. Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2022. Nghị quyết về phê chuẩn bổ sung dự toán thu chi từ nguồn trợ cấp mục tiêu 6 tháng đầu năm 2023. Nghị quyết về hoạt động giám sát của Hội đồng dân thị trấn năm 2024.